Nos Ocean đồng hành cùng video này. Nos Ocean là ứng dụng kiêm trò chơi độc đáo sẽ hứa hẹn giúp anh em tập trung tối đa vào công việc và học tập hiệu quả hơn trong mùa nghỉ lễ đang kéo dài đến mức nhàm chán này. Với Nos Ocean, anh em có thể xây dựng lên cả một thành phố rộng lớn nhờ vào sự kiên trì, tập trung mà không cần phải động vào chiếc điện thoại của mình. Giúp anh em tăng hiệu quả công việc, tăng hiệu suất làm việc lên cao hơn trong mùa nghỉ Tết Covid đang diễn ra. Xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay X-Studio sẽ gửi đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, nửa tỷ iPhone iPad có thể bị hack qua email. Một báo cáo mới đã công bố về một lỗ hổng đã tồn tại 2 năm trong email của iOS có thể bị hacker lợi dụng để tấn công mà người dùng không hề hay biết. Việc tấn công một thiết bị số thông thường được thực hiện bằng cách dụ nạn nhân tải mã độc, chẳng hạn nhấp vào liên kết độc hại trên tin nhắn hoặc website. Nhưng lỗ hổng qua email của iOS giúp hacker cài phần mềm độc hại âm thầm, nạn nhân không phải thao tác bất kỳ công đoạn nào. Lỗ này có thể khiến cho một lượng lớn iPhone bị tấn công. Rất may là nó chưa được nhiều hacker biết tới nên mức ảnh hưởng chưa thực sự rộng rãi. Jack Abraham, giám đốc điều hành công ty bảo mật ZecOps, đơn vị phát hiện lỗi trên cho biết, chuyên gia này giải thích, đầu tiên hacker sẽ gửi một email trống được chế tạo đặc biệt để có quyền truy cập vào thiết bị của người nhận. Email này sẽ khiến thiết bị gặp sự cố và khởi động lại, từ đó hacker có thể truy cập thiết bị từ xa. Được biết đã có ít nhất 6 mục tiêu bị tấn công qua lỗ hổng này, gồm một nhân viên của một công ty viễn thông ở Nhật Bản, một công ty lớn có trụ sở tại Bắc Mỹ, một công ty công nghệ ở Saudi Arabia và Israel, một nhà báo châu Âu và một cá nhân ở Đức. Nhưng các chuyên gia từ chối nêu cụ thể danh tính. Trong 2 năm tồn tại của lỗ hổng này, lượng thiết bị iOS bị ảnh hưởng có thể đã lên tới nửa tỷ. Lỗ hổng ảnh hưởng tới người dùng iPhone từ iOS 6 tháng 9 năm 2012, tức từ iPhone 5 trở về sau đến iOS 13.4.1 mới nhất. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của ZecOps thừa nhận chưa kiểm tra các máy chạy iOS 5 về trước, do đó mà vẫn có khả năng lỗi ảnh hưởng đến cả các phiên bản cũ hơn. Những tác động nếu bị hacker tấn công vẫn chưa rõ ràng. ZecOps cho biết khi mà nhập vào email trống trên ứng dụng mail, iPhone hoặc iPad sẽ chậm bất thường do phải tải tài nguyên. Trong trường hợp tấn công thất bại, một email khác gửi về với thông điệp là tin nhắn này không chứa nội dung. Apple đã xác nhận vấn đề và hứa sẽ cung cấp bản báo toàn diện thời gian tới. Hãng điện tử Mỹ cũng khuyến cáo người dùng không nên mở email đáng ngờ. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, CEO BKV khoe ảnh chụp từ Bphone B86 ăn đứt DSLR. CEO BKV Nguyễn Tử Quảng mới đây đã đưa ra một số hình ảnh được chụp bởi chiếc Bphone B86 sắp ra mắt. Hai hình ảnh được ông Quảng đăng tải cho thấy khả năng chụp ảnh tốc độ cao của Bphone B86. Ông Quảng tự hào khi nói về những bức ảnh này. Máy ảnh của bạn có dễ dàng chụp được những bức ảnh như này không? Cho thấy đây là một điều không phải bất kỳ điện thoại nào cũng có thể làm được. Trước đó thì CEO BKV còn cho biết thế hệ Bphone mới sẽ chụp được những bức ảnh mà ngay cả DSLR cũng khó làm được, mắt thường không thể nhìn thấy. Để đạt được điều này thì BKV sẽ mang đến cho Bphone công nghệ nhiếp ảnh điện toán. BKV trước đó đã xác nhận sẽ có 4 mẫu model Bphone được ra mắt, bao gồm Bphone B40, Bphone B60, Bphone B86 và Bphone B86S. Dựa theo cách đặt tên thì rất có thể Bphone B40 và Bphone B86 sẽ nằm ở phân khúc giá rẻ và tầm trung, trong khi đó Bphone B86 sẽ là cận cao cấp. Và chiếc Bphone B86S sẽ là phiên bản đặc biệt của B86. Theo kế hoạch ban đầu, Bphone mới sẽ ra mắt trong tháng 3, nhưng sau đó đã rời đến ngày 7 tháng 4 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến ngày 6 tháng 4, ông Nguyễn Tử Quảng tiếp tục thông báo rời lịch do trong thời gian cách ly xã hội. Đến nay, khi mà lệnh cách ly xã hội đã được nới lỏng, có lẽ người dùng sắp có cơ hội được chiêm ngưỡng loạt Bphone mới. Và đến với một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Galaxy S20 Ultra gây thất vọng với điểm DxO Mark thấp hơn cả Xiaomi. Sau thời gian dài chờ đợi, mới đây DxO Mark vừa công bố bài đánh giá chất lượng camera cho Samsung Galaxy S20 Ultra. Tuy nhiên thì chiếc máy này được kết quả không mấy ấn tượng, đứng ở vị trí thứ 6 và cách xa so với Huawei P40 Pro, hiện đang giữ ngôi vương trong bảng xếp hạng của DxO Mark. Galaxy S20 Ultra từng được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 3 và kể từ đó, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã tung ra khá nhiều bản cập nhật firmware nhằm cải thiện hiệu năng của camera. Mặc dù vậy, có vẻ như những nỗ lực này của Samsung không thể tạo ra được sự khác biệt khi mà camera của S20 Ultra chỉ ngang ngửa với Honor V30 Pro, đồng nghĩa với việc thua xa Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro Cộng, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro và Huawei Mate 30 Pro 5G. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng không phải là kết quả quá tiêu cực bởi camera của Galaxy S20 Ultra vẫn được đánh giá cao ở một số khía cạnh. Trong bài đánh giá của DxO Mark, chiếc máy này được ghi nhận điểm số trung bình là 122, bao gồm 132 điểm chụp ảnh và 102 điểm quay video. Các chuyên gia của DxO Mark đánh giá cao khả năng tái tạo màu sắc, giải tương phản rộng và độ nhiễu thấp trên camera của Galaxy S20 Ultra. Ngoài ra thì camera góc siêu rộng cũng được đánh giá khá là tốt. Tuy nhiên, Galaxy S20 Ultra có đôi chút vấn đề với khả năng lấy nét tự động ở khoảng cách ngắn và trong môi trường ánh sáng yếu.
chậm hơn so với đối thủ của nó. Mặt khác, khi quay video trong điều kiện ánh sáng yếu, mức độ chi tiết cũng bị giảm đáng kể. Về độ sắc nét, nó tỏ ra có phần thua kém so với Xiaomi Mi 10 Pro và các mẫu smartphone khác. Hơn nữa, các bức ảnh chụp được khi zoom lên cũng xuất hiện hiện tượng ảnh giả. Và vậy thôi, vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà X-Studio muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.